Giống như con á, con phải có thằng chồng quá trời khủng khiếp thì con mới biết sư phụ, chứ con có thằng chồng đẹp trai hiền giàu có, con làm gì ngồi đây mà gõ mõ tụng kinh, đúng không? À thì cái thế giới nó cũng phải vậy thôi, đúng rồi kìa, ngồi luôn hả? Phải nên nhớ, nên mỗi lần chồng mình nó quýnh mình một bọt tai, nói anh quýnh em bên đây cái nữa thì nó sẽ hết đánh. Còn con nó mà đánh con cái mà con chạy vào phòng con khóc á, nó sẽ đánh tiếp, tại vì nó cũng bị khùng cho nên nó mới xả rác, đúng không? Ừ. Thì thôi anh, bữa nay anh không vui thì anh lỡ đánh em bên đây rồi đánh bên đây nữa đi. Cái vừa đánh xong bắt đầu vô còn lấy cái bộ đồ mà sư phụ hay dạy á, mua 20 đồng ở Victoria's Secret ra, rồi cái dọn cơm cho nó đàng hoàng, đứa nào mà làm được y lời phụ dạy bảo đảm sẽ hạnh phúc. Gán làm đi con, chồng quýnh mà vẫn lịch thiệp, bắt đầu bóp vai bóp cổ chồng, nãy anh đánh em hơi mạnh tay đồ không, rồi bắt đầu thằng nào mà nó sắt đá cái nào nó cũng phải xìu á. À, thì nó cũng xả nghiệp nhanh, con cũng xả nghiệp nhanh.